Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của Cookie Cuộc Sống Mơ Đức. Các bạn có biết mình đang ở đâu không? Vì bây giờ là mình đang ở chỗ làm của chồng mình. Đây là một cái nhà kho của công ty chồng mình. Hôm nay là chủ nhật nhưng mà chồng mình phải đi đến nhà kho của công ty á, tại vì chồng mình cần giúp một người bạn đồng nghiệp của chồng mình ở trong công ty làm vài thứ. Cho nên là hôm nay mình đi theo chồng của mình đến nhà kho của công ty. Hôm nay là chồng của mình sẽ giúp cái anh này nè. Sẵn tiện hôm nay mình đến đây thì mình sẽ quay cho các bạn xem là một cái công xưởng sản xuất máy móc ở Đức sẽ như thế nào. Chồng mình đó. Không biết là chồng mình sẽ giúp cái anh này làm cái gì mình không có rõ. Mình chỉ đi theo đi chơi thôi chứ mình không có làm được cái gì hết á. Chồng mình đang lái xe nâng cái mặt hàng gì đó lên xe. Ở đây là một cái xưởng sản xuất về những cái hệ thống thiết bị làm lạnh của những cái nhà máy hoặc là của những cái tòa nhà các bạn. Công ty chồng mình vừa chuyển cái công xưởng nó đến một cái thành phố khác, cho nên là chỗ này mọi thứ nó còn rất là lộn xộn. Cái công xưởng cũ phải trả mặt bằng rồi. Mọi người thấy cái xưởng sản xuất máy móc ở Đức này như thế nào? Nó có giống với những cái xưởng ở Việt Nam không? Đây là toàn bộ cái xưởng nè. Cả khu bên này nữa. He exclaimed by arm Sontag because had to take care the wife. She had no job. Hi, hi. Poor my husband. Hi, hi. Hồi hồi. Poor my anh kia. Mình thấy một cái phong cách làm việc của người Đức như thế này rất là hay. Là trong công ty cấp trên, cấp dưới người ta không có phân biệt giai cấp. Chồng mình nói chuyện rất là bình thường với những nhân viên cấp dưới và xem họ giống như là bạn đồng nghiệp ngang hàng. Chứ cũng không có tỏ vẻ là ta là cấp trên cho nên là mày phải nghe lời hay là mày phải nịnh bợ tao. Kiểu đại loại là như vậy các bạn. Và không những riêng chồng mình và những cái người khác, những cái người mà bạn đồng nghiệp của chồng mình ở bộ phận khác, người ta làm sếp thì người ta vẫn ý như vậy. Và mình đã vô công ty chồng mình rất là nhiều lần cho nên là mình thấy rõ cái điều đó. Hoàn toàn là không có ai mà phân biệt mà cấp trên, cấp dưới là giai cấp. Mọi người đều ngang hàng như nhau. Không có ai mà lính, không có ai là sếp hết á. Mình cảm thấy phong cách làm việc của người Đức như vậy rất là công bằng. Người nào thông minh, người nào giỏi thì được lương cao, được chức cao. Người nào ít hơn thì được lương thấp hơn. Nói chung là rất là công bằng, rất là fair luôn. Không có cái kiểu nịnh bợ phải nhờ vả mối quan hệ để thăng chức hay là lên lương kiểu đủ thứ. Mình rất là thích phong cách làm việc của người Đức. Chú này là cấp dưới của chồng mình. Mình phải gọi là chú mới đúng, tại vì lớn tuổi hơn chồng mình rất là nhiều. Thì chú này là cấp dưới của chồng mình, nhưng mà chồng mình vẫn sẵn sàng bỏ ra ngày chủ nhật để đi giúp cái chú này. Sang ngày mai thứ hai là chú này cần phải đi đến một cái thành phố khác lắp đặt một cái hệ thống cho một cái nhà máy. Cho nên là hôm nay là phải cần chuẩn bị một số máy móc để ngày mai mang theo. Ở Đức thì rất là nổi tiếng về những cái công ty về sản xuất những cái máy móc thiết bị nè, hay là những cái máy móc mà dành cho đời sống hàng ngày, thì phải nói là Đức là nổi tiếng về những cái công nghệ về máy móc. Cho nên là ở Đức á, những người mà người ta làm việc về ngành kỹ sư máy móc nó rất là nhiều. Hello, hey, Kai. Hey, Kai, so đẹp trai. Chỗ bên này thì đã đóng cửa rồi. Còn đây là phía bên ngoài nè. Chỗ này là một cái khu mà đường ray xe lửa cũ hồi đó, kiểu giống như là Traction Band đó các bạn. Thì chỗ này bây giờ những cái đường ray này các bạn có thấy không? Đây là những cái đường ray cũ nè. Thì khu này người ta không có xài nữa. Khu này được cải tạo để làm mấy cái công xưởng, mấy cái nhà kho cho mấy công ty thuê á. Mọi người có thể thấy là những cái đường ray xe lửa cũ vẫn còn nè. Còn bên đây là cái đường ray xe lửa mới, từ khu này dài qua cho đến cái nhà kho bên đây cũng là thuộc của công ty chồng mình đang làm, công ty chồng mình thuê. Bây giờ ngoài trời đang mưa lâm râm.
Mình đang đi lòng vòng thì mình thấy ở đây có một cái thùng rác nè, người ta bỏ những cái món đồ mà nó phải nói là nó mới ơi là mới luôn, như cây quạt này các bạn, mình không biết là còn xài được hay không nhưng mà cây quạt này nhìn còn khá là tốt luôn. Ở Đức thì người ta chuyên gia người ta bỏ những cái món đồ mà còn xài được không, như cái sofa này mình thấy là không có hư gì luôn á, với lại là cái bàn kính này nè, trời ơi còn mới và chắc chắn quá chừng luôn mà người ta đem đi bỏ, đúng là tiếc ghê á. Cái này người ta để đây là người ta bỏ rồi chứ không có xài nữa. Mình thấy người Đức người ta xài đồ rất là phí, tại vì có một lần mình đi phụ dọn nhà với bạn của chồng mình á, thì mình thấy cái anh bạn đó ảnh bỏ mấy cái đồ nội thất trong nhà, trời ơi mình nói mấy cái bàn, mấy cái tủ, mấy cái ghế rồi sofa nè, đồ còn rất là mới luôn, còn xài được, không có cái nào bị hư á, nhưng mà anh đó anh đem bỏ hết. Trời ơi, mình nói mình thấy tiếc gì đâu á. Mình chưa có dịp mình quay cho các bạn xem những cái người mà người ta đem đi bỏ mấy cái đồ nội thất á, khi nào mà bắt gặp một cái dịp nào đó thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Không phải là dạng như là người ta quá lãng phí mà là những cái đồ đó cũ rồi lỗi thời cho nên là người ta muốn đi bỏ. Anh chồng Đức phải đi làm vào chủ nhật để nuôi cô vợ Việt ăn bám. Cô vợ Việt này hiện tại là đang thất nghiệp không có việc làm nên là anh chồng phải đi cày thêm ngày chủ nhật. Khổ quá mà. Cô vợ chỉ việc là ăn rồi đi đi dạo phố rồi đi shopping không có làm được cái gì hết. Sắp xong rồi, chồng mình đang chuẩn bị dọn dẹp để đi về. Phép chị hãy ép khách. Hãy ép khách say hello. Bây giờ đã xong rồi, chồng mình đóng cửa đi về. Đang trên đường đi ra khỏi cái khu này đây. Khu này rất là rộng luôn. Đây cũng là một trong số những cái nhà máy của công ty khác nè. Hay 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 hay. Không được. Không được. Đã đi ra khỏi rồi. Hôm nay là video ngắn mình chia sẻ đến các bạn một buổi làm việc ngày chủ nhật của chồng mình, đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay, hãy ủng hộ cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để tạo động lực cho mình ra được nhiều video với những chủ đề hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Hẹn Kai. Bye bye. Bye bye with the face with no action. Yeah, bye bye. Bye bye and serious face. Smiling. Bye bye. Hi, guys, so funny.